Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về một cái dự án nhỏ nhỏ của mình. Đó là điều khiển một cái động cơ bằng cái phím nhấn đa hướng gọi là solitude. Thực chất á, nó bao gồm có hai biến trở, hai trục XY như các bạn thấy. Ta có thể tìm thấy nó trên các ta chơi game PlayStation rồi chẳng hạn. Có dùng nó bằng rất nhiều cái ứng dụng như là điều khiển các loại động cơ hoặc điều khiển cái gì đó cũng được. Ở đây á, thì mình dùng một cái driver. Cái driver này rất là quen thuộc trong những trong dự án khác, đó là L298D. Đây, đó là cái module L298D. Ở đây thì mình sử dụng một cái động cơ. Ở đây á, là cái bộ bánh. Cái bộ bánh xe mà đã sẵn motor. Đây thì mình đấu dây rồi. Đây. Ba Arduino Uno R3. Đây mình dùng loại chip dán, hoặc là loại nào cũng được, các bạn cũng có thể dùng Arduino Mega hoặc là Nano cũng được. Thì các bạn mặt test bo để có thể là đấu nối các chi tiết. Một dây kết nối, cáp kết nối vừa cộng qua cổng USB kết nối với máy tính. Đây là pin, bởi vì ở trong đây nguồn cấp cho module là 298D là bao gồm có nguồn 5V và nguồn cộng 12V. Mình sẽ sử dụng pin này cấp cho nguồn 12V, tức là nguồn cấp trực tiếp động cơ, còn nguồn 5V là nguồn dùng để nuôi mạch. Ở đây chương trình thì mình đã viết sẵn. Các bạn có thể thấy ở đây là biến trở X và biến trở Y, tức là hai biến trở trên con solitude mà mình đã dùng. Thì ở đây X là A0 và Y là A1. Còn chương 9 và chương 10 là chương tín hiệu. Mình quy định là chương 9 và chương 10 là IN1 và IN2. Hai chương tín hiệu đó là mình sẽ dùng để điều khiển hai chân IN1 và IN2 của module 298D quyết định đảo chiều động cơ. Ở đây thì mình đã đấu hai dây ra rồi. Đâu hay sẵn ra đâu vô là I2, IN2 và IN1, IN1, IN2. Còn chân button, chân 7 trước là chân cây. Chân cây ở đây á, tức là nó sẽ nhận cái mức tín hiệu. Giả sử như là bất kỳ tọa độ nào thì nó sẽ cây bằng 1 hoặc là cây bằng 0 chẳng hạn. Thì mình sử dụng cái tín hiệu 0 và 1 đó để có thể là điều chỉnh cái đảo chiều động cơ. Thì đầu tiên á, là mình đi cho các bạn thấy cái bước á, mà mình đọc tín hiệu. Đây thì mình sử dụng sẵn một cái dây bớt đực, đầu đực đầu cái. Ở đây thì mình lấy ra đủ 5 chân, nó dính liền với nhau cho tiện, có thể nhìn đẹp mắt tí. Đây bây giờ mình đã kết nối xong. Như dừng lại CND, chân CND và chân VCC. Tất nhiên ta sẽ kết nối vào CND và VCC nguồn có sẵn trên Arduino mà ta có thể tìm thấy cái dây dạng. Ở đây á, thì mình sử dụng tép bo nên á, mình sẽ kết nối vào CND trừ VCC cộng. Đây, mình đã kết nối được. Còn lại ba chân, các bạn có thể thấy chân X chân Y và chân FRK là chân switch, thực chất là chân cây. Ở một số cho tiếp khác thì ta có thể ký hiệu, ta có thể thấy ký hiệu là cây. Ở một số khác thì là switch, là FRK là switch, thì đều có cùng một cái chức năng như nhau, chỉ cách ký khác nhau thôi.
hai chân x và chân y. Như trong chương trình x là a0 thì tất nhiên ta sẽ nói vô a0. X ở đây là d1 cam. X ta sẽ nói vô chân a0. Chân a0 là chân analog. Chân a0. Cái cạnh chân x là chân y. Chân y ở đây, chân màu vàng. Ta sẽ mắc tiếp tục vào chân a1 như có. Chân a1 ở đây. Chân A1 ở đây. Rồi, chân A0 và chân A1 chính là hai chân analog nhận tín hiệu điều khiển. Sau đó, chân K là cái chân quyết định tín hiệu điều khiển. Thì trong chương trình á thì mình đã quy định là chân thứ 7 rồi, chân đi cái tổ thứ 7. Là cái gì là button, các bạn có thể dùng những ký hiệu khác cũng được. Button chân số 7. Đây. Chân số 7. Sau đó trong chương trình in 1 và in 2 là chân 9 và chân 10, tức là cũng là chân 9 là chân 10 là của ta sẽ kết nối với chân 9 và chân 10 trên cổng digital của Arduino. Thì in 1 bạn có thể thấy in 1 và in 2 trên là 28D. In 1 chân đen, in 1 chân chính. In 2 chân 10 kết nối vào. Nguồn nuôi mạch. Nguồn nuôi mạch cho L298D. Ở đây ta phải thấy CND 12V và 5V. Thì 5V này tất nhiên ta sẽ nói giờ. Nói vào cái nguồn có sẵn trên Arduino. Đây thì mình sẽ nói chân CND chung với chân CND chung với chân âm của pin luôn. Nói vào để sao mình kết nối có thể dễ hơn. Các bạn có thể kết nối cách nào tùy bạn. Có nghĩa là ông ấy kết nối chân 12V là chân 5V. Chân 12V là pin động cơ. Đúng không? Chân 12V là dùng để cấp nguồn trực tiếp để pin động cơ. Xong. Chân 12V mình đã nói xong. Còn không mình nói luôn. Đó, sáng đèn. Ở đây á, khi bạn cấp 12V thì bạn có thể dùng được. Thì ở đây nó có một cái mạch dùng để chia áp ra. Đây khi bạn cấp 12V vô đây thì ở đầu 5V sẽ có tín hiệu, sẽ có điện. Tất nhiên sẽ có tín hiệu. Hai chân 5V, chân 5V. Chân 5V và 12V. Chân 5V á thì bạn sẽ nói ở đây. Chân 12V á cho chân CND thì bạn sẽ nói ở đây. Đó, theo thứ tự. Đấy. Ở đây thì mình dùng cái loại động cơ này. Rồi. Ở đây á, thì cụ thể á, là mình dùng cái loại động cơ này.
động cơ DC bình thường thôi. Thì mình sẽ đấu vô một đầu, tất nhiên là ngõ ra. Ngõ ra của là 298D. Để cho các bạn cái nhìn toàn cảnh về cái mô hình của mình. Đây, chỉ còn pin, pin là mình nói cho luôn rồi. Hai dây này, tất nhiên là mình sẽ bắt hai dây nguồn ra. Đây là CND, à, VCC. Hai cái này á, mình sẽ kết nối vào chân VCC và CND, cụ thể là chân 5V và chân CND trên Arduino. Đây. Xong, đây là phần cứng, toàn bộ phần cứng của mình, động cơ và tiếp điều khiển. Còn mình sẽ nạp code, mình sẽ nạp chương trình vào. Bước cuối cùng là cái bước mà là quan trọng nhất, nạp chương trình điều khiển vào bo. Đây mình đã kết nối, mình đã kết nối bo Arduino với máy tính. Ở đây là IDE dùng máy lập trình, mình chọn cổng COM 8 để có sẵn đầy đủ upload codelet. Vì đó chút mình đã fix xong COM 8 đã có sẵn, mình sẽ lock phần code này lên. Cuối cùng là phần quan trọng nhất trong cái bài này là mình đã kết nối cổng USB và cổng USB kết nối với bộ Arduino Uno, và mình sẽ upload cái đoạn code mình đã viết trước đó lên. Bo đã nhận đoạn upload lên, code đã được upload trên cái bo. Mình sẽ vào kết nối. Sau đó thì tới hoàn chạy thử. Nó sẽ điều khiển bằng cái này. Đó. Mỗi lần ta đo tọa độ thì nó sẽ nhận tín hiệu và nó sẽ đảo chiều. Một lần đảo chiều. Đảo chiều. Đảo chiều. Bạn để ý kỹ chiều quay của động cơ, sẽ đảo chiều thấy là muốn. Bạn nhìn rõ hơn, nó sẽ hơi cận là lúc mà bạn đảo chiều động cơ.